Xin chào anh chị, kênh điện tử Giao Phát tiếp tục gửi đến anh chị video clip về tổng hợp tất cả các dòng cân điện tử trên thị trường, từ những dòng cân điện tử nhỏ gọn cân tiểu ly mini 100g đến 500g, đến dòng cân nhà bếp nhỏ gọn dùng minh tiểu 1kg đến 5kg, hay là những dòng cân phân tích cân kỹ thuật từ 3kg đến 30kg, và cả những dòng cân bàn từ 60kg đến 500kg, hay là dòng cân sàn điện tử, dòng cân treo điện tử từ 1 tấn đến 30 tấn. Và video clip này có âm thanh cho nên chị cứ cắm tai nghe hoặc là mở âm lượng vừa đủ ạ. Và đừng quên nhấn vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video clip này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Tử Giao Phát ạ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ cân tiểu ly mini ngụy trang cái máy nghe nhạc V3. Đây là cái mẫu cân tiểu ly nhỏ gọn nhất có thể và ngụy trang nữa, cho nên rất được sử dụng phổ biến. Còn dòng cân lớn hơn là dòng cân Pocket, đây là một mã sản phẩm rất quen thuộc và được anh chị kinh doanh lĩnh vực mũ cao su thì rất hay chọn mua cái dòng cân này. Đây, cân dùng cái dạng nắp gập, giống như điện thoại ngày xưa vậy. Bước sang cái dòng cân điện tử nhà bếp thì chúng ta có thương hiệu Tanita, là một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật. Nếu chúng ta cần có một cái tô thì mã KD160 là mẫu mà chúng ta nên chọn, 2kg, độ chính xác 1g. Còn nếu chúng ta không cần cái tô thì chúng ta có thể chọn cái mã KD192, vẫn là 2kg 1g, nhưng là đĩa cân nó bằng silicone mềm, dễ dàng tháo ra, vệ sinh sau khi sử dụng. Còn không thì chúng ta lại chọn cái mã KD200, nó có 1kg, 2kg và 5kg, đĩa cân inox, cho nên là giá nó sẽ cao tiền hơn những cái hai cái mẫu Tanita vừa rồi. Bước sang dòng cân trọng lượng hay là dòng cân có độ chính xác cao thì chúng ta có là 3kg độ chính xác 0.1g, 6kg độ chính xác 0.2g, 15kg độ chính xác 0.5g và 30kg độ chính xác 1g. Thì tùy theo cái thương hiệu, chúng ta có màn hình LCD hoặc là màn hình LED đỏ, là chúng ta sử dụng pin sạc, cho nên những cái dòng cân này rất phổ biến trong sử dụng công nghiệp. Bước sang cái dòng cân đếm điện tử là giúp chúng ta đếm được cái một lượng hàng hóa bỏ trên đĩa cân, như là ốc vít, như là nút trong may mặc. Cân này sử dụng rất hiệu quả để chúng ta tiết kiệm được nhân lực con người và thời gian. Còn về lĩnh vực cân chống nước thì chúng ta có mã Super SS và cũng sẽ có 3, 6, 15 hoặc là 30kg. Super 6 này thì tốt hơn, cũng là inox và tốt hơn cái mã Super SS vừa rồi. Ngoài ra thì chúng ta có cái mã là Metler Toro Cup, mặc dù là vỏ bên ngoài bằng nhựa nhưng mà khả năng chống nước và sử dụng tốt hơn trong điều kiện những cái điều kiện khắc nghiệt hơn. Còn ở lĩnh vực mà bán hàng hoặc là kinh doanh rau củ quả thực phẩm sạch thì những dòng cân tính tiền như là UTE, UPA, GPA của Đài Loan hay là CAS BR2 của Hàn Quốc là những cái mẫu cân tính tiền rất là phổ biến trên thị trường và có nhiều ưu điểm từng dòng, và tùy theo mục đích sử dụng cụ thể thì chúng ta sẽ chọn một trong ba dòng cân tính tiền bán hàng này. Bước tới cái dòng cân bàn điện tử thì chúng ta đây là một hình rất là quen thuộc. Và chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn từ thương hiệu của Yahoo Trung Quốc, Yadaver của Đài Loan, Ohau của Mỹ và DC của Nhật. Thì những cái cân này cân được từ 60kg cho đến 500kg, và bàn cân nhỏ nhất là 30x40cm và lớn nhất vẫn là 60x80cm, và có rất nhiều phụ kiện để mình có thể dùng chung với cái dạng cân bàn này, như là kết nối máy tính, máy in. Còn ở một số anh chị sử dụng ở trong nhà xưởng Thanh Long ở Phan Thiết hoặc là ở cân trà ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng thì cái dạng cân có bánh xe di chuyển này nè, nó tỏ ra tối ưu, tại mình dễ dàng di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, mình chỉ cần nghiêng nhẹ cái cân thôi là hai cặp bánh kép nó chạm đất. Nhưng mà khi cân thì chúng ta vẫn đạt được cái độ chính xác cao, tại vì lúc đó khi cân thì bánh xe nó không có chạm đất. Còn nếu mà anh chị cần một cái cân để cân gà vịt heo hoặc là cân nông sản thì cái mẫu cân inox 304 DI28SS này là một cái mẫu mà rất được nhiều anh chị ở vùng tỉnh nông thôn ưa chọn, vì nó là inox 304 chống rỉ và có chức năng chốt số. Kể cả cái mẫu cân có bánh xe di chuyển này cũng là một trong những sự lựa chọn của anh chị ở tỉnh miền Tây để dùng để cân heo một con. Tại vì khi mà đã bỏ con heo lên rồi nó chốt là nó chốt số luôn, không có nhảy số nữa, và cũng ai ăn gian mình được hết. Ngoài ra thì kênh Tử Gia Phá cũng cung cấp lên anh chị
những cái dòng cân điện tử cửa lùa để cân heo, cân được 1 con, 2 con, 4 con hoặc là nhiều hơn. Và có cả những cái cân điện tử bằng inox hoặc là bằng sắt sơn như thế này đây. Thì tùy theo cái nhu cầu của mình thì mình có thể lựa chọn cái hình dáng hoặc là chất liệu. Đối với những dòng cân treo này, nó phổ biến cho những anh chị sử dụng kinh doanh ở lĩnh vực sắt thép hoặc là xây dựng. Ví dụ mẫu OCS1 này thì nó rất là nhỏ gọn, cho nên dùng trong công trình cân kiểm tra là chính. Còn bước sang cái dòng cân 2 tấn này thì sử dụng pin sạc rồi, cho nên nó linh động hơn, nó sử dụng được lâu dài hơn. Móc trên thì rất lớn, vừa vặn hết tất cả các ba lăng. Còn với cái dòng cân mà lớn hơn như là OCS màu bạc này, có từ 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn vẫn có, thì thiết kế công nghiệp hơn, to lớn hơn và dĩ nhiên thì sử dụng nó sẽ bền hơn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái dòng ZWZC, về hình dáng thì vẫn giống cái OCS màu bạc kia, nhưng mà chúng ta sẽ phân biệt được bằng màu vàng là đặc trưng của cùng dòng cân treo ZWZC rất nổi tiếng từ Đài Loan. Và bước sang cái dòng cân sàn thì chúng ta có hình dáng như thế này đây, một sàn cân được kết nối với một đầu cân cách xa nhau khoảng chừng 5 đến 10 mét, và chúng ta có cái mức cân tối đa từ 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn và thậm chí là cả 10 tấn với những cái kích thước bàn cân từ 1m x 1m, 1m2 x 1m2, 1m5 x 1m5 hoặc là những cái kích thước riêng theo yêu cầu của từng anh chị. Ví dụ như anh chị cần một cái kích thước từ 2m x 4m thì anh chị sẽ đặt vấn đề rằng là với cân điện tử Gia Phát và anh chị đang cần một cái cân sàn 5 tấn với kích thước đó, thì cân điện tử Gia Phát sẽ thiết kế và cung cấp đến anh chị đúng cái quy cách mà anh chị đang cần. Và những dòng cân sàn này kết nối được với máy tính, máy in và lưu dữ liệu rất nhiều. Thì tùy theo cái nhu cầu của mình có thể tùy chọn mua thêm những phần mềm quản lý cân hoặc là máy tính, máy in. Xem xong video này thì anh chị hãy vừa ý cái cân nào thì có thể gọi Zalo hoặc Facebook đến cân tự Gia Phát với số hotline hiển thị trên màn hình và cũng với những hình dáng của Zalo và Facebook. Và anh chị cần tìm đến website của công ty cân điện Gia Phát thì xin mời anh chị kéo xuống bên dưới cái video clip này, thì cân điện Gia Phát cũng để một cái đường link ở trong phần mô tả, thì anh chị có thể nhấn vào cái đường link đó thì sẽ đến cái trang web của công ty cân điện Gia Phát và anh chị có thể dễ dàng tìm đến những cái cân tử mà mình cần hơn. Và đừng quên nhấn cái phím subscribe bên dưới video clip này. Còn vị trí cái nút subscribe ở đâu thì anh chị có thể kéo video clip xuống và thấy cái nút subscribe này hoặc là cái nút đăng ký, thì anh chị có thể nhấn vào đó để nhận được nhiều hơn cái video clip mới nhất từ kênh tự Gia Phát về những kênh điện tử mới cũng như về cách hướng dẫn sử dụng cái kênh điện tử đó. Và anh chị cần thêm nhiều hơn những thông tin khác thì anh chị có thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, hoặc cần biết giá và cần giao cân nhanh nhất thì anh chị cũng thể gọi nhanh đến số hotline 0909899833 này. Kênh điện tử Gia Phát xin chúc anh chị nhiều sức khỏe, kinh doanh thuận lợi và phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.